Bạn đang muốn kinh doanh nhưng chưa biết cách làm sao để khởi sự kinh doanh. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ các ý tưởng kinh doanh, nhưng giấy phép kinh doanh làm trở ngại cho bạn thì dịch vụ xin giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty luật ICC sẽ là giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm cho các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp, ICC đảm bảo quá trình đăng ký sẽ diễn ra suôn sẻ và tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Chọn dịch vụ tại ICC để khởi đầu hành trình kinh doanh thành công và tiết kiệm thời gian. Hãy cùng tìm hiểu về dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói của công ty luật ICC nhé. Đầu tiên, bạn cần phải xác định được các loại hình nào cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Việc quyết định thành lập doanh nghiệp là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình kinh doanh mới. Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định loại hình đăng ký giấy phép kinh doanh phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, các loại hình phải đăng ký giấy phép kinh doanh bao gồm: hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tùy vào nhu cầu phát triển kinh doanh mà khách hàng sẽ lựa chọn loại hình đăng ký kinh doanh phù hợp. Khi làm giấy tờ đăng ký giấy phép kinh doanh, ICC cần quý khách hàng cung cấp các loại giấy tờ cơ bản sau: chứng minh nhân dân hoặc căn cước của người đại diện pháp luật, bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến trụ sở chính, bao gồm hợp đồng thuê nhà hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Một số loại giấy tờ khác tùy theo loại hình doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp vẫn đang phân vân không biết nên lựa chọn loại hình nào phù hợp, thì tại ICC chúng tôi có đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp dựa trên nhu cầu, số vốn điều lệ, đặc thù từng loại hình doanh nghiệp để xác định giúp khách hàng lựa chọn loại hình đăng ký giấy phép kinh doanh phù hợp nhất. Nếu bạn muốn làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh trọn gói tiết kiệm thời gian, nhanh chóng hãy liên hệ đến công ty luật ICC để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Sau đây là các bước trong quy trình trong dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh trọn gói tại ICC. Sau khi đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và tài liệu thông tin của khách hàng, ICC sẽ tiến hành quy trình xin giấy phép kinh doanh như sau. Bước 1. Tư vấn loại hình kinh doanh phù hợp. Quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ và gửi khách hàng ký. ICC sẽ thay quý khách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Quý khách chỉ cần xác nhận thông tin và ký tên. Các giấy tờ bao gồm tờ khai đăng ký doanh nghiệp, dự thảo điều lệ công ty, danh sách thành viên cổ đông, giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Bước 3. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ. Sau khi hồ sơ đã được chuẩn bị, ICC sẽ đại diện doanh nghiệp đến văn phòng trụ sở của tại Sở Kế hoạch Đầu tư để nộp hồ sơ trực tiếp để làm các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Đại diện bên phía ICC cũng sẽ thay mặt doanh nghiệp hoàn thành thanh toán các khoản phí theo quy định Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ sau khi hồ sơ được xác nhận. Bước 4. Nhận kết quả. Khi nhận được hồ sơ, bên phía Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ của các thông tin. Quá trình này thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày làm việc. Sau khi quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh hoàn tất, ICC sẽ thông báo đến quý khách hàng để bàn giao giấy phép kinh doanh. Bước 5. Hoàn tất các thủ tục sau đăng ký. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, ICC sẽ tiếp tục hỗ trợ quý khách hoàn tất các thủ tục còn lại. Nếu bạn đang mong muốn làm giấy phép đăng ký giấy phép kinh doanh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tỷ lệ thành công cao thì hãy liên hệ ngay tới công ty luật ICC để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh trọn gói tại công ty luật ICC. Đến với ICC chúng tôi, quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tốt nhất với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý. Những lợi ích quý khách sẽ nhận được khi lựa chọn dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh của công ty luật ICC. ICC tư vấn miễn phí về loại hình đăng ký kinh doanh phù hợp với từng khách hàng. Hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng. Cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng dịch vụ vì ICC sẽ báo giá cho bạn chính xác toàn bộ ngay từ ban đầu. Cam kết với khách hàng bàn giao đúng hẹn sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh. Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối. Luôn hỗ trợ và chăm sóc sau khi đã hoàn thành dịch vụ. Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và hệ thống quy trình làm việc bài bản, minh bạch, đảm bảo tiến độ giúp tiết kiệm thời gian sẽ đảm bảo hồ sơ được duyệt một cách nhanh chóng, chính xác, giúp quý khách an tâm khởi đầu hoạt động kinh doanh. Hãy liên hệ ngay tới công ty luật ICC để được tư vấn và hỗ trợ đầy đủ các thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh nhé. Sau đây là một số thông tin về bảng giá chi phí dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tại công ty luật ICC. Bảng giá chi phí dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh trọn gói tại ICC. Làm giấy phép kinh doanh là một trong những thủ tục tư vấn mà luật ICC thường xuyên thực hiện với lượng khách hàng lớn đã và đang thực hiện tại ICC. Một trong những lợi thế mà ICC có là giá cả cạnh tranh, tỷ lệ thành công tới 99,9%. Khi sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tại ICC, thủ tục sẽ được hoàn thành nhanh chóng trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày làm việc. Các mức phí trọn gói bao gồm các gói rút gọn với mức phí chỉ từ 2 triệu đồng hay gói cơ bản với mức phí chỉ từ 3 triệu đồng chưa bao gồm VAT. Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ tùy vào các trường hợp kinh doanh thực tế. Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ ngay công ty luật ICC để được hỗ trợ và tư vấn ngay nhé. Tiếp đến,
Tùy theo ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp cần xin thêm một số giấy phép kinh doanh khác. Các loại giấy phép còn cần xin sau khi đăng ký kinh doanh. Giấy phép còn thường chỉ được cấp sau khi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đây là một yếu tố bắt buộc đối với những doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể muốn tham gia vào các ngành nghề có điều kiện. Trái với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có thời hạn, giấy phép còn lại có thời hạn sử dụng. Khi hết hiệu lực, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cần phải làm thủ tục gia hạn để tiếp tục hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện. Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp luật, trong đó việc đăng ký giấy phép kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng để khởi động hành trình kinh doanh của bạn. Giấy phép kinh doanh là điều kiện tiên quyết để các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Để có thể đăng ký giấy phép kinh doanh một cách nhanh chóng và đúng quy trình, hãy liên hệ công ty luật ACC qua số hotline 1900 3330 hoặc website accgroup.vn để được tư vấn chính xác nhất nhé. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.